Lê lê đấy của chị hết, ông có mẹ gì đâu. Em cũng nghĩ là mất dạy rồi luôn á chị. Đó, giờ chị em mình bắt tay xử ổng. Đi đi đi, đi xuống xe ông ngủ xe đi. Cứ nằm ôm đi Hoa, chị cho em ôm. Ủa vào phòng làm gì đấy? Chém thì có lỗi vợ. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Ngủ ta. Ngủ được 20 phút. Mày
bây giờ mày dẫn cáo về nhà xong rồi còn bằng đè ra thì đúng không? Không. Đúng không? Không à hả? Con này phải không? Thằng này đâu? Hả? Ai biết gì nó đâu? Anh quên về á. Anh quên về. Mày ngồi đây hả? Mày ngồi xuống. Ai biết gì đâu? Tao không ngồi nhá, tao phải đi gửi cho mẹ mày á. Ở phòng đấy anh bảo anh đẩy anh đẩy ra để anh ngủ đây chứ anh không biết cái gì đâu. Anh đẩy ra, anh cứ đẩy ra. Chưa ra, hả? Vậy thì là nó bao nhiêu con rồi con kia đó? Hả? Anh quên về, anh quên về em không biết gì đâu à? Anh tao thì lúc nãy tao đã bảo mày gì rồi hả? Tao đã bảo mày là chồng tao rồi mà mày gặp xuống đây mày làm sao? Hả? Mày xin lỗi không? Mày xin tôi lột đồ đâu? Anh điên à? Em xuống đây anh đang ngủ mà em thấy em vào đây gì? Xuống đây còn gì nữa? Mày đấy tất cả do mày đấy hở hở. Anh biết cái gì? Sao vừa nãy hai chị em đang ngồi nói chuyện với nhau mà? Tao quay đóng 11 rồi nhá. Anh kêu anh. 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 Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Tao được đến nào thôi nhé. Con này nữa. Tao đang ngủ trưa mà xuống đây làm gì? Không được đứng nào. Anh kêu xuống có gì nữa. Mày vừa đè ra mình vừa tích kêu không được đứng nào không hả? Đây là nào? Nó đang làm ngủ đây. Phải đẩy nó ra để cho mình nằm ngủ chứ. Đẩy ra. Mày xem tao quay video này hết rồi này. Xem coi. Xem coi hả? Nãy tao thử mày thôi. Nãy kêu xuống đây làm tao thử đấy thôi. Tao vã chết nó rồi. Hả? Coi bố mày là đùa. Tao đang ngủ trưa mày đứng mẹ đấy. Đùa không? Bây giờ nó nằm đây anh phải đẩy ra chứ sao? Đẩy ra hở hở, tao quay video xong không một mày kêu không thịt. Có lỗi bản thân à hở? Có lỗi bản thân à? Chị đổi, chị đấy, chị đang không tin thấy gái hở hở hở. Mắt đau, mắt đau. Bây giờ bỏ ra chứ bỏ kiểu từ lòng với chồng đi. Anh nói đây này, em chịt ra đi. À, chịt gái xong rồi còn đánh bạc phải không? Mỡ dân miệng mèo mèo có cú không? Mỡ dân miệng mèo mèo có cú không? Vỗ tay! Vỗ tay! Vỗ tay! Không đúng không? Không có hút đến nào đâu, phải nó nằm vậy, phải đẩy ra còn gì nữa. Có ly kia nhá. Mày dẫn nó về nhà rồi. Anh đúng em. Có chừng anh đấy. Anh đuổi em nhớ không bỏ. Đi đi anh. Đi! Không có một cái gì ra khỏi nhà. Chẳng ra thì anh biết cái gì mà em nào mất dạy, anh đánh lại đập anh đau như quỷ ấy. Đi đâu lại? Làm như có kiểu mà thử làm chồng mất dạy như vậy được. Bây giờ chồng thương vợ. Nhưng mà bây giờ nó ngửa nửa người em không sơi. Mày không nói là cả thân à? Nó ngửa nửa người em không sơi. Mày không nói là cả thân à? Nó chuyện như cứt vậy. Nó về nhà. Cái ngu ngốc nhất là mẹ đem gái đi thử làm chồng nhá. Nó đi đâu rồi? Con này đợi đây. Biến đi. Đợi đây, tao biết giờ đi hôn ra khỏi nhà không có cái nịt gì đâu. Nhưng mà đấy mới là thời gian gần đây thì Hải đang sử dụng cái bụng ngũ cốc tăng cân. Hiện tại là số cân của Hải hiện tại đã chạm mốc là 60kg. Và mặt thằng bữa nay là bé béo có lọng rồi. Nhưng mà người đấy biết là ngày xưa thì mọi người biết là Hải rất là gầy, khoảng tầm 50-51kg thôi, với cái số chiều cao là 1m65-66 thì phải là quá gầy đấy. Thì sau một thời gian Hải quyết tâm Hải tìm sản phẩm, Hải mua thì Hải đã sử dụng cái bộ ngũ cốc tăng cân này, nó giúp mình tăng cân rất hiệu quả. Và sau một thời gian sử dụng thì Hải quyết định là Hải nhập về và Hải làm nguyên bao bì thương hiệu bộ ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp Vũ Quốc Hải và có mặt mình đây. Và sản phẩm này là không hề tràn lan trên thị trường và sản phẩm của Hải rất là uy tín, Hải đã sử dụng và có hiệu quả để Hải ra bán. Và ai có quan tâm về sản phẩm bụng cục ngũ cốc tăng cân thì inbox trực tiếp cho Zalo hoặc fanpage Hải để dưới màn hình, Hải sẽ tư vấn cho mọi người về sản phẩm này. À, còn bên trái này Hải là một sản phẩm tên là bụng yến mạch trị mụn trắng da. Hải đã kinh doanh gần 2 năm nay, hơn 2 năm nay rồi. Thì sản phẩm này sẽ giúp mình là trắng da, trị mụn, trị thâm và làm sáng da hơn. Thì như mọi người biết là ngày trước thì Hải da mặt của Hải rất là bị mụn. Sau một thời gian sử dụng bột đến mặt thì Hải da mặt Hải đã cải thiện hơn, nó rất là trắng sáng mịn màng. Và nhờ có làn da trắng sáng mịn màng thì mình mới tự tin hơn ra ngoài giao tiếp, mở rộng quan hệ, gặp khách hàng. Đó, có một làn da đẹp, có một cái ngoại hình đẹp
thì mình mới ra ngoài tự tin mình giao tiếp và mình kiếm tiền được. Và ai cũng quan tâm về combo vừa đẹp da vừa đẹp dáng này thì inbox trực tiếp cho Zalo Hải để dấu màn hình hoặc inbox trực tiếp cho fanpage. Hải sẽ tư vấn cho mọi người về combo sản phẩm bột gốc tăng cân này và bột yến mạch trắng da trị bụi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã xem video của Hải và ủng hộ Hải trong những clip vừa qua. Bye bye.